chú kể những cái kỷ niệm gắn bó ở đây xem nào. Em á, nói chung là thì cũng chả có mấy. Nói chung là còn ai anh chỉ lại tí hộ anh nhỉ. Ừ, một lần bị bắt. Cái vụ anh tí hộ khá đình đám. Vụ đấy thuộc dạng xịt căng đan học viện rồi đấy. Xịt bị đùa học. Cái thằng Phương nó nghỉ rồi. Thằng Quảng nữa. Mà Phương nó vẫn đi nhỉ. Phương thằng Phương béo á? Không, Phương bé. À, Phạm Thu Phương gì? À, thằng đấy bị ấy rồi. Bị cái gì vậy? Bị đình chỉ học rồi. Cái chính như nó vẫn học ấy chứ. Vâng, vẫn học. Anh nó bị không? Thằng Tuấn cũng bị tù khóa mà. Tuấn là thằng nào? Hồ Công Anh Tuấn. Ờ. Nước cột đường 10. Nó mà nó bị tù khóa mà. Chả thích đi học hành đâu. Bác nó làm cơ khí cả. Bác cơ khí. Bác nguyên cơ khí. Không, bác nó. Bác nó chắc nên. Nên sĩ giáo sư đấy, dạy cao học mà. Giáo sư mà sao thằng cháu ngu thế? Bác nó giỏi lắm. Trước thì để ông làm kích mà. Quay MC thì không? À, quay bình luận viên. Ê, có người yêu chưa? Yêu á, gì có. Ngoài bố mẹ em ra. Chẳng chung là em không có gì. Tiếp đến thời điểm nào, cái thể loại game ấy. Không ham mê, không ham mê. Tức là mọi cái sự gọi là gì anh muốn thương người ấy. Tiếp đến em chẳng có quái rồi. Ngoài cái việc trung học năm nay học cũng là thứ nhất là canh cái là mình cố gắng hơi muộn, cố gắng được cái thể đã chuẩn bị năm đầu này ngon đấy, chính vì sao xuống hết cả tay liền em bây giờ vẫn còn đợi đấy, bởi vì là chính vì cái môn năm một đấy, chính vì mình cái môn năm một nên đâm ra khổ sở bây giờ quay độ cơ bắp thằng nào mà thằng nào mà học hành nghiêm chỉnh từ năm một thì bây giờ ngon rồi. Mình hồi đấy đi xin lỗi ông viên, ông bắt tay hai thằng bắt tay cái đấy, biết tên mình là gì nữa, cả bắt tay cả Phương lẫn anh. Bắt tay Phương trước xong rồi bắt tay anh xong ôm anh cái thằng quý mày thế thôi. Hôn anh á? Ôm vỗ vai chẳng hạn, vỗ vỗ thế trời, thế em nói chung là em nhưng vẫn cảnh cáo được, thầy, em ấy nãy lắm cái gì nhưng vẫn cảnh cáo không được, cảnh cáo được không được đâu, với lại thầy hôm anh đi họ thầy còn biết anh đi thi mà mãi thi cho Phương ấy, thầy ông nói làm được bài không ấy, ông nói thẳng ra là cái mày tao dùng thẳng từ tao ấy, không phải tao mà là từ quý anh. Anh như bảo tao quý mày chứ không phải. Nói kiểu dân dã rồi. Thế ông thanh tra ông ấy bảo lên xin lỗi, đáng nhẽ mình cũng bảo là để bọn em lên xin lỗi thầy. Nhưng mà thầy bảo luôn, ông thanh tra bảo lên xin lỗi luôn. Thế lúc đấy ông đang coi thi mà, thì thầy thanh tra gọi ông đi ra, ông xin lỗi. Trước khi bọn anh đang bị xử, đang ở trong phòng viết giấy tường trình các kiểu thì ông ấy nhìn ra anh ấy bảo, ơ thằng cu này sao lại đi giờ đây? Ông Viên ấy. Thầy nói thế, ông gọi cu mà ông không biết tên nữa ơi. Không biết cờ không cuối cùng? Biết thì ông không để ý làm gì nữa. Xong ông gọi là cu thôi. Nhưng mà khổ thầy không con trai. Nghĩa buồn mớ con gái, bây giờ bà đấy học đi. Nè, tiến sĩ ngon, cô giáo sư con gái mà xinh. Thì đã giáo sư đâu, hay phó giáo sư? Giáo sư rồi anh ạ. Ơ, Nguyễn Xuân Viên, phải giáo sư đâu. Viên ngành trí đó. Hà Lan đúng không? Hà Nam này. Không biết là thế chứ.